Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai, là ai, là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai, là ai, là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào. Lạy Chúa, trong cuộc sống đã có những lúc chúng con thờ ơ, hờ hững trước sự hiện diện của Chúa, nơi những người chúng con gặp gỡ, qua những việc chúng con làm. Chúng con chưa đủ ý thức rằng Chúa luôn hiện diện và đồng hành từng giây, từng phút cùng chúng con trên nẻo đường dương thế. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu mến từng công việc chúng con làm, từng người chúng con gặp gỡ, để chúng con có thể gặp Chúa và yêu mến người hơn. Amen.